Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18h30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Anh Thắng rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút tới đây cùng những tin tức thời sự cập nhật. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thanh niên tỉnh Hưng Yên với chuyển đổi số là chủ đề hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên với thanh niên diễn ra sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Đây là dịp để lãnh đạo tỉnh có thể lắng nghe ý kiến, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của thanh niên. Tại hội nghị có 24 ý kiến của đoàn viên thanh niên tập trung vào các lĩnh vực chuyển đổi số trong nông nghiệp, thương mại điện tử, quảng bá, giới thiệu sản phẩm online, thanh toán không dùng tiền mặt, nhân lực cho chuyển đổi số, du lịch số, các cơ chế chính sách hỗ trợ cho thanh niên chuyển đổi số, hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, tình trạng tội phạm trên không gian mạng dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng. Đại diện các sở ngành đã trả lời cụ thể các câu hỏi. Chiều qua, Thành đoàn Hưng Yên tổ chức lễ khánh thành và bàn giao hai công trình thanh niên, đường cờ thanh niên và ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá di tích lịch sử đền Quốc Mẫu Âu Cơ tại xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên. Hai công trình thanh niên được Thành đoàn Hưng Yên khởi công xây dựng từ đầu tháng 3 đến nay với nhiều hạng mục như làm các pano tuyên truyền, từ lốp xe tái chế, lắp hệ thống giá cờ kèm cờ đảng, cờ tổ quốc, cờ đoàn dọc hai trục chính trên địa bàn liên xã Hùng Cường. Khu vực trước cửa đền Quốc Mẫu Âu Cơ, Thành đoàn đặt biển công trình thanh niên gắn QR code để bất kỳ ai khi đến với địa chỉ đỏ có gắn mã QR chỉ cần quét mã là tìm được nhanh nhất các thông tin cần thiết về địa điểm đang đến. Hai công trình thanh niên có tổng kinh phí trên 90 triệu đồng, được thực hiện bởi 15 ngày lao động của đoàn viên thanh niên. Vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có quyết định tặng bằng khen cho 63 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu và đạt danh hiệu Dũng sĩ nghìn việc tốt cấp toàn quốc. Tỉnh Hưng Yên có em Nguyễn Gia Huy, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Quang Vinh, huyện Ân Thi, vinh dự nằm trong danh sách khen thưởng này. Là lớp trưởng chi đội trưởng, Nguyễn Gia Huy đã phát động việc bớt khẩu phần ăn sáng tiền mừng tuổi ngày Tết, tiền bố mẹ thưởng mỗi khi giành hoa điểm 10 để nuôi lợn đất, lấy tiền giúp đỡ người khuyết tật. Việc làm của Huy được các bạn trong lớp ủng hộ nhiệt tình hưởng ứng. Trong năm học 2020-2021 đã thu được gần 1,7 triệu đồng. Năm học 2021-2022 thu được gần 1,9 triệu đồng. Năm học này, số tiền nuôi lợn đã đạt khoảng 2 triệu đồng. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023. Để cuộc điều tra đạt chất lượng và hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành văn bản về việc triển khai cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với những yêu cầu cụ thể. Theo đó, Cục Thống kê tỉnh là đơn vị chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan, tiến hành thu thập thông tin và tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền về công tác điều tra doanh nghiệp năm 2023, gửi thông báo đến các doanh nghiệp và phối hợp cung cấp thông tin cho Cục Thống kê tỉnh để thực hiện thu thập thông tin theo chức năng, hệ thống quản lý của ngành. Thời gian tiến hành cuộc điều tra từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị các bạn, sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phản ánh về tình trạng đốt rác thải tại bãi rác thôn Hạ Tần, xã Vĩnh Khúc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hơn 500 hộ dân của thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, hiện Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang và xã Vĩnh Khúc đang khẩn trương vào cuộc để khắc phục tình trạng này. Khắc phục tình trạng đổ đốt rác thải tại bãi rác này, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Khúc đã huy động nhân công thực hiện bơm nước dập lửa mỗi khi nhận thông tin bãi rác bị đốt. Quan triệt đến các tổ đội vệ sinh môi trường trên địa bàn siết chặt công tác quản lý, nhất là khóa cổng, cửa và thực hiện đổ rác theo đúng lịch quy định của từng thôn, tránh tình trạng đổ trộm rác. Tuy nhiên, đây đều là những giải pháp mang tính tạm thời, chính quyền địa phương vẫn còn nhiều lúng túng, chủ yếu chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại hộ gia đình, phối hợp với ngành chức năng để có biện pháp xử lý nghiêm những hành vi đổ đốt rác thải không đúng quy định. Lợi dụng lòng tin cũng như nhu cầu cải thiện sức khỏe lúc tuổi già, một công ty tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ngày ngày tổ chức hội thảo bán các loại thực phẩm gắn mác Hàn Quốc giá cao để trục lợi từ những người cao tuổi. Trong suốt hơn 3 tháng qua, đã có hàng nghìn lượt người dân đến mua hàng trăm loại sản phẩm có giá không hề rẻ. Với mong muốn chữa trị nhiều loại bệnh tật, chủ hàng sẽ liên tục giảm giá sâm nhung từ hàng chục triệu xuống còn vài triệu, nên các cụ không bỏ lỡ thời cơ, bởi theo chủ hàng, các loại sâm này có thể chữa khỏi nhiều loại bệnh.
không ai biết rằng đây chỉ là chiêu trò thổi giá nhằm trục lợi từ niềm tin của người dân. Trên thực tế, đây chỉ là các loại thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung hoàn toàn không có tác dụng chữa bệnh như những lời giới thiệu của chủ hàng. Thậm chí nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe còn không có số công bố trên bao bì theo như quy định của Cục An toàn Thực phẩm. Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý. Mở rộng điều tra vụ hơn 11 kg ma túy được 4 tiếp viên Vietnam Airlines mang từ Pháp về Việt Nam. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 nghi can có liên quan. Hiện danh tính 2 người bị bắt chưa được tiết lộ. Căn cứ kết quả điều tra, các cơ quan chức năng bước đầu xác định khi 4 tiếp viên hàng không đang lưu trú tại Pháp thì có một đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là hơn 300 tuyếp kem đánh răng và 10 chai nước xúc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất để gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong hơn 300 tuyếp kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuyếp bị đối tượng trà trộn, cất giấu ma túy. Do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, trao trả tự do cho 4 nữ tiếp viên. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk vừa nhận được báo cáo của trường tiểu học Lý Tự Trọng tại thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Anna về việc 31 học sinh ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ. Theo báo cáo, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3, có 4 người lạ mặt, 3 nữ và 1 nam đến trước cổng trường tiểu học Lý Tự Trọng phát bóng bay cho các em học sinh. Những người này đang phát bóng bay thì bảo vệ của nhà trường phát hiện nên 4 người này đã bỏ đi. Đến hơn 14 giờ chiều, nhiều học sinh tại trường bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Lúc này các giáo viên đã đưa các em học sinh đến phòng y tế để nghỉ ngơi và báo sự việc trên cho chính quyền địa phương, công an thị trấn, trạm y tế thị trấn. Hiện tại trường ghi nhận 31 em bị ngộ độc, trong đó có 17 em nhập viện tại trung tâm y tế huyện Krông Anna và 14 em đang theo dõi tại nhà. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên từ đêm 21 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3, trên địa bàn huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã xảy ra lốc xoáy cục bộ, làm tốc mái và đổ sập nhà của nhiều hộ dân. Theo thống kê, tổng cộng có 46 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 3 nhà dân ở xã Thú Lệ và Nậm Lành, huyện Văn Chấn bị sập đổ hoàn toàn. 7 nhà ở xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn và xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ bị tốc mái, hỏng mái trên 70% diện tích, còn lại là bị hư hỏng mái từ 30 đến 70%. Huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ đã huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân. Chuyển sang phần tin quốc tế, một tổ chức phi chính phủ tại Brazil đã trồng hơn 30.000 cây xanh để tái tạo lại rừng ngập mặn nhân kỷ niệm Ngày nước Thế giới. Đây là một trong những nỗ lực bảo vệ nguồn nước sông và sinh vật biển. Dự án Green Guanabara ra đời vào năm 2021 nhằm phục hồi 12,5 hecta rừng ngập mặn ở bang Rio de Janeiro của Brazil. Để nâng cao nhận thức về Ngày nước Thế giới, các tình nguyện viên của tổ chức phi chính phủ cùng với ngư dân và ngư dân địa phương đã trồng 30.000 cây non trong khu bảo tồn Guapimirim. Một hành động mà tất cả họ đều hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những người khác để cùng nhau ngăn chặn biến đổi khí hậu. Rừng ngập mặn hấp thụ nhiều carbon hơn từ 5 đến 12% so với rừng nhiệt đới. Một rừng ngập mặn khỏe mạnh không chỉ bảo vệ bờ biển của đất nước mà còn là nơi tràn đầy sức sống của vô số loài cá và các loài động vật khác, tạo thành một hệ sinh thái phong phú. Ngày 22 tháng 3, thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành ở phía Bắc và Tây Bắc Trung Quốc hứng chịu một trận bão cát lớn. Cát và bụi bao phủ bầu trời khiến chất lượng không khí ở mức ô nhiễm nghiêm trọng. Nhà chức trách Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo thời tiết, đồng thời kêu gọi người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời trong bối cảnh tầm nhìn đã giảm xuống dưới 1 km ở một số khu vực của thủ đô. Ở các vùng Tây Bắc và phía Bắc của Trung Quốc, gió lớn và bụi làm bầu trời trở nên u ám, tầm nhìn đã giảm xuống chỉ còn vài trăm mét tại một số nơi. Nhà chức trách cho biết tình trạng ô nhiễm chủ yếu là do các hạt bụi PM10. Loại bụi này đủ nhỏ để hít vào phổi và có thể làm trầm trọng thêm một số các vấn đề về hô hấp và sức khỏe. Số liệu do cơ quan du lịch Thái Lan thống kê cho thấy, tính từ đầu năm đến nay, Thái Lan đã đón hơn 5,57 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, cho thấy mức phục hồi nhanh chóng của lĩnh vực kinh tế quan trọng này. Giới chức Thái Lan nhận định, khách du lịch nước ngoài tới Thái Lan có thể đạt mức 27 triệu lượt khách trong năm nay, tăng hơn gấp đôi so với con số 11,15 triệu lượt khách quốc tế năm ngoái. Tín hiệu tích cực của ngành du lịch Thái Lan đang tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh xuất khẩu suy yếu
do nhu cầu toàn cầu chậm lại. Bộ Tài chính Thái Lan nhận định tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay sẽ từ mức 3 đến 4%. Hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.